Kính chào quý thính giả đã trở lại kênh Chuyện Ma Hàng Bảo Kể. Quý thính giả nghe chuyện nếu thấy hay, hãy like, bình luận cảm xúc, đăng ký kênh và chia sẻ kênh để ủng hộ và tiếp thêm động lực cho Bảo quý thính giả nha. Kênh Chuyện Ma Hàng Bảo Kể sẽ được phát sóng vào lúc 19 giờ mỗi đêm. Mọi người nhớ đón xem, chân thành cảm ơn mọi người rất là nhiều. Thì trong buổi cái chuyện hôm nay, chúng ta sẽ cùng tiếp tục nghe một câu chuyện xa xưa ly kỳ, rất là ghê. Thì như ở cái phần trước, thì sau khi mà đi vào trong rừng thì nhóm của ông Sáu chỉ còn một mình ông Sáu sống sót rồi để mà trở về. Thì suốt 12 năm sau thì trong xóm này có xuất hiện một cái ông được gọi là ông Tư Hanh. Và ông Tư Hanh này là có hai cái lý do chính yếu để có thể ở lại đây, sinh sống ở đây 10 năm rồi. Ông giấu mọi người, thật sự ông là một người thầy bùa rất là giỏi và là một người thợ săn rất là rành nghề. Ông giỏi hết cả hai thứ đó. Thì trong xóm có một cái cậu tên là Trơn. Thì cái anh Trơn này là cái người mà một trong hai cái nguyên nhân chính ông Tư ở lại. Có điều ông không nói với bà con lối xóm là ông là thầy bùa thầy pháp, chỉ âm thầm giúp đỡ bà con trong xóm rất là nhiều việc. Suốt 10 năm nay ông đi sâu vào trong rừng săn bắn rồi bắt sấu, cũng như là tiêu trừ đi nhiều cái mối nguy hại cho bà con ở cái đất U Minh Hạ, rừng U Minh. Thì ông không có nói, nhưng mà thời gian cứ dần dần ông cảm nhận được, một linh tính người thầy pháp mà, ông cảm nhận được rất là nhiều cái điều sắp sửa xảy ra. Thì đáng lý ra phải chờ 2 năm nữa để ông Tư Hanh nhận anh Trơn làm học trò, truyền lại những cái gì mình biết. Có điều thời thế rồi cuộc sống của bà con nó không cho phép ông phải chờ đến 2 năm đó. Bà con bây giờ rất là khó khăn. Mặc dù là được ông Tư bắt như vậy đó các bạn, bắt những con vật về rồi buôn bán, đổi gạo, chia sớt cho bà con. Nhưng mà dần rồi ngay cả ông Tư cũng không thể nào đi sâu vào trong rừng được. Sâu quá được, ông chỉ đi từ đi bước nào là chắc bước nấy. Thì không thể nào hoàn toàn đi sâu vô trong được để có thể giúp đỡ cho bà con. Cái lúc này thì trước mắt cũng chưa có chuyện vì nó gấp gáp quá. Có điều ông nhận thấy là không thể nào chờ đến thời gian đã định. Thì cái lần đó cái anh Trơn nè cũng qua nhà ông chơi rồi ngủ nhà ông Hà Rầm ha. Mà đâu có biết ông là thầy bùa thầy pháp đâu. Mê cái món nghề của ông quá rồi bắt đầu mới chỉ. Mấy cái ngày mà ông chỉ đâu cỡ 15 ngày đầu ông không có chỉ bùa phép nha. Ông chỉ là cái cách sinh tồn ở trong rừng như thế nào và những cái kỹ năng săn bắt ra làm sao. Có điều kỹ năng săn bắt thì không thể nào nói bằng lý thuyết, nói bằng miệng, phải để cho anh Trơn đi chung với ông Tư đi sâu vào trong đó để thực hành những cái điều đó thì mới được. Thì sau hơn một tháng mấy á, là hai thầy trò cứ quanh quẩn ở ngoài hoài, bắt không có được nhiều, bà con lại càng cơ khổ nữa. Cái lần đó ông Tư ông mới quyết định là đi sâu vô trong chút để hầu là bắt sấu. Và ông nghĩ rằng chuyến này ông chỉ đi bắt sấu thôi các bạn. Giống như cái chỗ của ông Sáu đi vô, đi sâu vô trong rừng được 2 cây số đi. Thì bây giờ hiện tại ông Tư đã đi được khoảng tầm 4-5 cây số rồi. Mà bà con ngoài không biết. Đó thì ông mới nói thôi bây giờ vậy, cứ cho thằng Trơn nó theo. Mình đi khu vực đó an toàn mà, mình chỉ cho nó cái cách sống của người thợ săn, rồi kỹ năng bắt sấu, bắt này bắt kia cho nó biết. Chứ bây giờ ngay cả mình cũng không thể nào mà chủ động được mọi chuyện. Nghĩ là như vậy cho nên ông mới sắp sửa đồ nghề đầy đủ hết trơn và ông cho anh Trơn đi theo. Được đi theo ông Tư, anh Trơn mừng tao nói, mà tao nói mừng nhảy đồng đồng luôn, rất là mừng. Đó thì hai thầy trò mới đi. Sáng sớm cỡ 1 giờ sáng là hai thầy trò là xuống dưới xuồng là chống đi rồi. Thì khi mà đi vào sâu trong rừng á, đi 4 cây số đi thì đi 3 cây số rồi. Trời lúc đó cũng giờ trưa rồi. Thì ông Tư mới nói thôi bây giờ nè, tao chỉ cho mày, khi mà đi vào trong rừng như vậy á, mày muốn nghỉ ngơi á là tuyệt đối không có tấp xuồng gần bờ nghỉ ngơi.
Tại vì khi mà tấp xuồng gần vô bờ á là có những cái con vật ở trên đất á, trên rừng á, nhằm khi nó thấy mình ngủ nó xuống nó bắt. Và thời điểm u minh thời đó đó, kiểu như là cọp trong rừng hay là beo hay là những con vật này nọ trong rừng á các bạn, có linh tính rất là cao. Tuyệt đối là không cấp xuồng sát vô bờ mà ngủ. Nếu đi một mình nha, còn đi hai người thì người ngủ người canh thì mình không nói đó. Còn ở bên ngoài á thì cũng phải ông tư ông lấy mấy cái dây á các bạn, ông cột vô những cái thứ mà hồi đó giống như không phải cái lon mà nó kiểu giống như những cái âm thanh mà bằng thiết đó, ông mới quắn lại đó, rồi ông mới để xung quanh ở chỗ đó giống như là một cái màn lưới vậy đó, để xa xa ra rồi mới ngủ một mình đó các bạn, để canh sấu, nhằm khi sấu nó lợi gần. Ông tư ông cởi, có khi mà đang ngủ ở trên xuồng vậy đó, ông thì ông quá rành rồi, mà đôi khi ông mệt quá ông ngủ á, mà thời trẻ của ông á các bạn, thì đang ngủ như vậy tới chừng mà nghe lụp cụp bên cái mạng xuồng á, mở mắt ra giật mình, mở mắt ra chồm người qua dòm thì hai con sấu, ba con sấu, thậm chí là có khi có cả đàn nó đi ngang á, nằm cặp nó nổi phình ngay xuồng, đủ khiếp dí mà giật mình một cái lắc xuồng mà té xuống thì cứ như rồi. Ông tư ông dạy những kỹ năng đó thì ông nói là bây giờ sấu bây giờ nó rất là tinh, kiểu mà nó rút vô sâu vô bên trong hết trơn rồi, nó không ở ngoài đây nữa, nó bị ông tư bắt chứ nó không dám đó. Thì ông tư ông nói bây giờ là phải đi sâu vô trong nữa, đi vô cái đoạn mà 4 km mà đi sâu thêm khoảng một đoạn ngắn nữa đó là để mà bắt sấu. Thì đương nhiên các bạn, anh Trơn anh không biết, chứ thật ra là ông tư cũng làm bùa cho ảnh rồi, kiểu như mà ma rồi bình thường đâu có dám lại gần ông tư, thì đó cái chuyện nó không sợ. Nhưng mà những cái việc mà giống như lỡ mà ông tư cũng làm cái gì đi, rồi ông bị những cái con dông mà nó mạnh á, rồi nó đứng xa xa nó ngoắc nó kêu này nọ nhảy xuống nước là chết. Ông làm hết mấy cái đó rồi cho nên yên tâm, không có sao mấy cái vụ đó. Chiều cái hai thầy trò mới cơm nước xong rồi bắt đầu chống xuồng vô, mà bắt sấu bây giờ là bắt ban đêm chứ ban ngày bắt không được nữa. Ban ngày nó hắn mình nó khôn lắm. Cái giờ thích hợp để bắt nó đó là khoảng cái tầm 7 đến 8 giờ tối. Ông chống xuồng và ông canh thời gian á, mà tụi nó đi trong rừng nó rất là chậm nha các bạn. Mặc dù chống xuồng ở dưới ao hồ vậy đó, không phải ao hồ mà giống như chống xuống dưới nước vậy đó, nhưng mà tụi nó chỗ mà ít người ở, đâu có ai ở trong đó đâu, rồi sấu thì nó giúp cho bên trong, cho nên là cây cỏ đầu chống rất là cực. Hai thầy trò khi mà tới cái đoạn cỡ 3,5 cây á nghe, là lúc đó cũng gần 6 giờ chiều rồi. Cái ông Tư mới nói một số cái yếu tố rồi ông mới lấy ra. Ông kêu vừa chống xuồng rồi ông mới lấy ra mấy cái bè mà bằng chuối á, bè nó gọn vậy nè, mà ông trồng hai lớp đó, rồi trên đó đương nhiên là có lưỡi câu mà ông làm thấy ghê lắm, lưỡi câu bự dữ lắm đó, rồi cá các bạn, cá mà mình bắt ở ngoài đây nè, lựa những con cá lớn đem vô là móc, mà cho nó còn sống thì càng tốt nha. Đó ông mới vô. Theo như kinh nghiệm của ông thì ông thấy là hôm nay á sấu nó chưa ra. Ông mới đi sâu vô một chút nữa thì trong đó nó có một cái đám tràm. Cái đám tràm này rất là rộng nha, nói một đám chứ thật ra là mấy mẫu các bạn. Mà cái con nước á làm như là nó đang bị đục. Nó khác với cái màu nước. Ông tư ông giờ mà biết, ông nói là rồi, vậy là cái đàn sấu nó vô trong đây nó quẳng ổ. Ông biết trong đó là sấu nhiều lắm nha. Ông mới chỉ, ông nói nè mày thấy nước không? Thường á thì sấu là cái giống loài nó không có hoạt động nhiều, trừ khi là nó đi săn. Còn bình thường là nó dù nó phơi nắng, các bạn hãy mở miệng cho nó phơi nắng ban ngày, hay hoặc là ban đêm thì nó chầm mình nó này nọ, nó ở trong hang trong hốc, cho nó ít có dao động và hoạt động nhiều như những con cá khác. Thành ra là để cho nước có thể đục á, mà cái khoảng nước này nó sâu chứ không có cạn. Nó là theo như ông tư ông già sót là khoảng là 2 thước mấy nước, thì nước nó lại đục như vậy là chứng tỏ sấu cực kỳ nhiều. Bởi vậy ông tư không có dám
đưa xuồng sâu vô bên trong những cái đám tràm đó. Ta nói những cái bộ rễ á nha, nó chùm lên, ta nói dòm vô nó hùng, nó giống như là nó ghê lắm các bạn. Nó tiếng hùng vĩ thì phải dùng trên núi nha, nhưng mà dùng cái tiếng đó cho cái trường hợp này ở dưới khu tràm này cũng được nữa. Nhìn nó ghê lắm, nó có cái gì đó nó hoang sơ mà nó chắc chứa nhiều cái nguy hiểm khi mình dòm vào. Rồi nó có những cái lỗ, cái lỗ thì phân nửa trên phân nửa dưới mặt nước đó, giống như là có những cái lỗ thì ở trên cũng 2-3 phần, ở dưới 7-8 phần kiểu như vậy. Ông Tư ông chỉ ông nói nè, mà thấy không, mấy cái góc chàm đó đó, những cái lỗ đó đó, hang xấu đó nghe mày, sau này có đi một mình mà thấy mấy cái này nhiều á, tuyệt đối không có lợi gần nha. Mày chỉ cần dao động chiếc xuồng mà trên mặt nước là nó đã cảnh giác mày rồi, nhớ nghe con. Đối với anh Trơn mà nói thì hồi mà ông Sáu đồ đi săn á, ảnh cũng là chỉ là một đứa con nít ở nhà, rồi quanh quẩn bên ông bà, rồi ông Sáu ông bà con nó sớm á, rồi ông Sáu ông bị những cái trường hợp đó, rồi ông về ông cởi và ông cấm bà con đừng có vô trong đó. Kể như là anh Trơn anh chưa từng thực tế để gặp những cái cảnh tượng như vậy, mà đặc biệt vào ban đêm giữa rừng nữa. Anh mới dâng lên nhiều cảm giác và đương nhiên anh có quá nhiều câu hỏi. Anh hỏi ông Tư cũng nhẹ nhàng giải đáp hết. Rồi ông mới nói nè, mày phải chọn cái vị trí như thế này, và cái đầu xuồng á phải cột vào một cái chỗ nào nó giống như sát gần bờ các bạn. Ở cây cối đâu nó cho xà xuống đó mình cột vô thiệt là chắc nha. Rồi cái phao của ông là cái bè chuối đó, ông mới thả từ từ cho nó chạy dài xuống ở những cái đoạn đó. Mà xấu không phải là nó vô nó táp liền đâu, mặc dù nó nhiều chứ nó khôn nó tinh lắm. Tại vì nói chung á, linh tính của nó mà khi mà ông Tư xuất hiện là kể như là nó rất là dè chừng. Ông mới thả cái bè chuối rồi lưỡi câu này nọ, thả dòng dài từ từ chút. Ông ngồi trên xuồng không một tiếng động, và lúc này ông cầm cái gì? Ông cầm một cái giáo vuốt nhọn, cầm rất là chắc nha. Thì ông mới ngoai cái sợi dây mà thả cái bè chuối vòng xuống, ông ngoai vô cái đầu xuồng. Đít xuồng thì có cuộc vô trong một cái cây nghiêng ngã ở cặp mép nước rồi. Thì cái đầu xuồng ông mới cột vô trong cái một đầu dây và đầu xuồng, và một cái thả cái bè chuối xuống để cho cá nó ăn đó. Có gì nó kéo cái xuồng đi á các bạn, là ông ở đằng kia ông chịu là được. Cái dây đằng kia chịu lại, và cái dây để giữ cái bè chuối cũng chịu lại được. Cái tay của ông cầm sợi dây nhưng không có dám thòng xuống nước. Thòng xuống nước hơi nó táp chết à. Đó, ông mới chỉ kỹ năng cho biết vậy đó. Thì hai thầy trò mới chờ đợi. Chờ đợi từ 7 giờ hơn cho đến gần 8 giờ. Thì cái con sấu này à các bạn, bắt đầu nó rợn nước. Nó rợn nước, và nếu như cái người mà không có kinh nghiệm dòm vô thấy mặt nước nó phẳng. Nhưng mà đối với ông Tư, mặc dù ban đêm mà ông là thầy Pháp nữa, con mắt ông tin lắm. Ông nói nè, ông nói nhỏ ha, Trơn ơi Trơn, tao chỉ nè Trơn, mày thấy không, mày thấy cái mặt phẳng đó, mày có thấy nước đó nó có cái gì lạ không? Anh Trơn căng mắt ra anh rờm, mà anh nói đâu có thấy gì đâu ông Tư, ông nội, con đâu có thấy gì đâu. Nè, tao chỉ cho mày biết nha, cái làn nước ở dưới đó, mày có thấy nó là nó có một cái hướng hai bên nó gợn gợn vô không? Nó rất là nhỏ nha, dòm không kỹ là không thấy đâu. Thì lúc này anh Trơn anh dòm mới thấy đó. Mà các bạn nên biết nha, anh Trơn là anh vô tư, anh không hề biết rằng cái con mắt của mình bây giờ đã hơn con mắt bình thường rồi. Tại vì lúc này là đang câu sấu. Mà ông Tư là mỗi người có thói quen, có những người người ta làm cái bè chuối rồi người ta để lên đó một cái ngọn đèn, khi mà nó phiều hay gì đó là người ta bắt đầu người ta biết. Nhưng mà riêng ông Tư, con mắt ông vậy ông đâu cần, ông quen vậy rồi, ông không có đèn đuốc gì trơn. Mà bản thân của anh Trơn cũng đâu có đèn đuốc gì đâu, nhưng mà ảnh lại dòm thấy được cái gợn nước đó. Ảnh chỉ cho rằng là do là con mắt mình nó sáng thôi, chứ thật ra là con mắt của anh cũng được ông Tư ông rèn rồi đó các bạn. Nó thì trở lại với cái tình huống cao trào. Lúc đó đó,
cái bè bắt đầu nó có dị động rồi. Nhưng mà nó quờn, con cá sấu nó quờn, nó chầm tới. Nó tin vậy đó, nó chưa có táp. Hai thầy trò mới chờ đợi và dáng không để cho mình phát ra tiếng động. Đặc biệt là anh Trơn, cái nói anh ngồi mà anh hồi hộp, anh tập trung xí chỗ đó nghe. Thì cuối cùng con sấu nó cũng đớp mồi, nó mới kéo cái bè chuối gỉ xuống. Ở đây ông mới cầm cái đầu dây, ông giật để xóc cái lưỡi câu vào trong cái miệng đó. Nên biết là nếu mà câu sấu, đặc biệt là những con sấu lớn như vậy á, nếu mà câu bằng lưỡi câu không, đợi nào nó mệt kéo lên, đừng hòng các bạn. Không được, phải đâm nó cho nó mắc sức. Đó, thì ông thấy là con sấu nó bự rồi, ông mới kêu anh Trơn á, mày giữ cái đầu dây cho tao. Nói là một tiếng giữ thôi chứ thật ra là chỉ cầm thôi, cho ông biết là ông va chạm với thực tế thôi. Ông Tư cũng hay cỡ đó. Tại vì cái đầu xuồng, cái đít xuồng á là đã cột vô cái cây rồi, nó chịu lực lại rồi. Cá sấu mạnh thì mạnh, bự thì bự, chứ đâu có thể nào mà gịch được, đổ được cái cây. Đó, dây thì đương nhiên rất là chắc chắn. Ông nó quằn, nó chạy qua chạy lại như nè. Ông dán, ông lằn tới rồi á. Ông cho anh Trơn cầm cái sợi dây. Ông mới nhắm, ông kinh nghiệm mà, ông nhắm. Ông nhắm hướng thì ông đâm là ông đâm ở trên nha, chứ không phải như các bạn coi phim hồi đó mà mình nhảy xuống nước đâm xấu, không phải. Ông vẫn ở trên, cái giáo ông dài lắm. Ông đâm vô, ông sóc, ông đâm vô, ông sóc. Ta nói một hồi cái nó ra máu luôn các bạn. Máu nó bựng lên, nhìn ghê lắm. Thì nó vô tình cái lưỡi câu á, ông đâm sóc chứ đâu phải ông giữ hoài vậy được. Đâm sóc ông cựa quậy, ông đón được cái đầu, cái cổ ở đâu để mà ông đâm cho nó mắc sức từ từ rồi mà nó bắt. Thì lúc đó vô tình cái lưỡi câu nó móc, làm như nó móc không có sâu vào bên trong hay sao mà nó sức. Thì con sấu này nó bị nhiều cái vết thương rồi, nó bơi không nổi các bạn, nó bơi không nổi. Nhưng mà mình đâu có dám mà mình xâm ngay vô trong hố nó. Nó làm ra cái tiếng động lớn vậy rồi, nhằm khi những con sấu khác nó sợ, nó lặn, nó tránh thì không nói. Nhưng mà nhằm khi nó quạo, nó tức giận lên, nó xô ra một cái thì cỡ như hai ông cháu dù cho ông Tư bùa thuật cỡ nào cũng phải chết thôi. Bởi vậy bây giờ là khi mà xức cái sợi dây ra rồi, con sấu nó lền bền, nó cả yếu ớt, nó theo cái dòng, nó xích ở trong, nhiều khi nó chìm xuống, nhiều khi nó xịt lên, nó nói chung là theo cái màu máu của nó đó. Ông Tư cũng tiếc, ông nói con sấu này nó lớn quá, mà nếu như bỏ như vậy á, thì nó quá đáng tiếc rồi, công sức biết bao nhiêu. Đó, thì bây giờ ông mới nói á, nè, Trơn, lúc đó là nói là bảo kể cho mọi người nghe để cho mọi người mường tượng thôi ha, chứ lúc đó nó gấp gáp lắm. Ông Tư cũng nói Trơn, nghe lời tao nè, khi mà tao chống xuồng vô bên trong á, mày chỉ việc là ngồi, mày ngồi nghe chưa, mày ngồi ở trong rèm, mày chỉ dòm tao, nhưng mà phải dòm về phía trước, mày không được dòm về phía sau. Tao có đi về sau lưng mày, mày cũng không bao giờ về phía sau luôn. Mày nhớ kỹ nha. Cái anh Trơn, anh không biết sao mà tự nhiên ông Tư ông dặn vậy. Ủa sao kỳ vậy ông Tư? Tao nói sao mày nghe vậy? Mà nhìn cái nét mặt của ông Tư lúc đó là ông nghiêm túc á, cho nên là anh Trơn không có dám cãi. Mà ông Tư cũng chỉ mặt, cũng chịu nói rõ nè. Nhớ nè, cỡ nào cỡ, ai kêu hay bất luận một cái gì hết trơn, mày nghe một cái gì là gì mà cũng không được quay mặt ra sao mà chưa. Nhớ rõ lời tao nha. Thì lúc đó anh Trơn ảnh ráng ảnh nghe và ảnh hứa với ông Tư là con biết rồi ông Tư ơi, con sẽ làm theo lời cái lời của ông Tư. Ông Tư lúc này ông mới chống xuồng, ông chống xào theo và ông canh để cái tầm mà nó vừa đủ là ông sẽ chống mạnh một cái để ông đâm nó thêm một nhát. Thì ông làm được như vậy đâu hai ba lần, chiếc xuồng từ từ mà đi xa cái vị trí 4 cây số của ông ra là cũng cỡ chừng là nửa cây số rồi đó các bạn. Thì lúc này ông Tư á, nói nửa cây số trong rừng nghe nó quằn quèo, nó khó cực kỳ luôn, chứ không phải là giống như mình ở đây mình dòm nửa cây số nó kế bên nha các bạn. Ông càng vô trong càng cảnh giác, nhưng mà cuối cùng á, ông đi thêm một đoạn nữa cái chừng 200-300 thước thì ông cũng bắt được con sấu. Ông mới kêu anh Trơn ra đó là hì hục nơi con sấu lên. Nói chung là ông dám chắc con sấu nó chết rồi, con sấu nó bự lắm, nó bự dữ lắm. Chuyện này là bà con có gạo rồi. Cái hai thầy trò mừng, nhưng mà ông Tư cũng luôn luôn cảnh giác nha. Lúc này ông mới
chợt ông giật mình. Đang yên đang lành như chợt ông giật mình. Ông bó cái con cá sấu xong xuôi trơn rồi, cái tự nhiên ông giật mình một cái. Ông quay mặt và ông dòm dòm, mà anh trơn kiểu như anh không có biết cái gì trơn, mà anh nhớ là không được dòm ra phía sau. Mà ông Tư thì ông ngồi ở trước, cho nên anh trơn chỉ dòm ông Tư thôi. Dòm ông Tư không biết cái vụ gì mà ông Tư, ông quay mặt ông dòm, ông liếc, ông dòm, ông liếc, ông dòm, ông liếc. Thật ra lúc đó đó các bạn, ông Tư thấy là có một cái bóng của một con quỷ. Mà con quỷ này có thể nói là từ trước tới bây giờ á, ông Tư chưa đụng chạm vô nó. 10 năm nay đi vô trong khu rừng này, chưa bao giờ đụng chạm vô nó. Trong cái khoảng cách 4 cây số đó, mà bây giờ mình đi tới 4 mấy ngàn 5 cây rồi, thì có khả năng là mình bước vào cái lĩnh địa của một con quỷ khác. Khi mà ông dòm ông thấy như vậy đó nha, ông mới ngước dòm. Ông Tư thì dòm ra sao được, ông mới ngước ra sao ông dòm. Ông dòm thì ông thấy ở ngoài đó có con quỷ, và con quỷ đó ông biết. Con quỷ ở bên ngoài á là con quỷ mà hồi đó nó bắt phe ông Sáu. Ông đâu có làm gì được gì nó. Nhưng mà nó cũng đâu có làm được gì ông. Nhưng mà nó chỉ đứng vách ngoài. Ở trong đây là cái con quỷ trong đây nó còn mạnh hơn nữa. Ông Tư nó không. Ông Tư ông buộc miệng theo kiểu một cái văn quê. Ông nói thổi cha nó chết mẹ rồi. Thì anh Trơn anh nghe câu nói đó, anh giật mình. Ủa cái gì vậy? Cái gì vậy ông Tư? Nè, mày nhớ kỹ lời ông nghe. Chút nữa đó, tao tấp xuồng vô bên trong. Tao tấp xuồng vô bên trong nghe. Mày với tao đi lên trên, mà khi lên trên rồi nè, mày thấy cây đó không? Và tao mày phải trèo lên cây liền. Trèo không được quay mặt xuống, không được quay mặt chỗ nào hết trơn. Cắm đầu cắm cổ trèo lên nghe. Nhớ kỹ cái lời tao nghe. Tự nhiên đang nên là đang bắt được con cá sấu. Tâm trạng của anh chơi nó khác hoàn toàn với ông Tư, tại anh đâu có biết. Ông Tư 1-2 kêu như vậy, anh ráng anh nghe. Anh nghe anh không dám cãi. Cái mà ông Tư chưa cho chống xuồng vô liền đâu. Ông đảo mắt ông dòm. Thật ra mà nói ông đảo mắt như vậy chứ miệng niệm chú rồi đó các bạn. Ông niệm chú rồi đó. Là kể như mấy cái bùa mà ông yếm ở trong cái xuồng của ông lúc này là bắt đầu là mắt thường mình nhìn không thấy đâu, nhưng mà con quỷ nó dòm nó biết. Nó mới lánh đi. Nó lánh đi giống như nó che cái thân nó làm một người vô một cái trong hồn vô hình đó. Ông Tư lúc này là kiếm nó cũng hơi khó rồi đó nha. Nhưng mà mỗi khi nó chớp nhoáng nó hiện lên này nọ đó, ông Tư biết là nó chỉ ở cái khu vực dưới nước thôi. Và đó là lý do ông Tư đẩy lên trên bờ. Đẩy lên trên bờ để leo lên cây. Trốn qua khỏi cái đêm nay đi. Ông thì ông có thể là bảo vệ anh Trơn. Với mấy con quỷ đó thì nó mạnh thiệt đó. Nhưng mà cái sức lực của ông bảo vệ được. Con cái là không bảo vệ được anh Trơn với những cái con thú dữ. Bởi vậy là phải treo lên cây liền. Rồi sau đó mới tính. Thì ông dòm á các bạn. Con quỷ này không biết nó làm sao nha. Nó hồi đó nó chết làm sao mà nó lại ở dưới nước không à. Thì nó khác với con quỷ hồi làng nó hại nhớ màu sáu, giống như một con quỷ trên bờ, con quỷ dưới nước vậy đó. Con quỷ kia là quỷ trên bờ, và nó xuống nước theo cái kiểu là nó nhắn người ta chết thôi. Giống như là cái đoạn nào của con quỷ này, cái ranh giới đó của nó, mình qua cái ranh giới khác là thuộc cái tầm của con quỷ khác. Nó ly kỳ tới mức độ như vậy đó. Thì ông mới dòm thấy, ông thấy mấy con sấu á bắt đầu nó chồm lên, nó tiến dần lên, nó tiến dần tới cái chỗ của ông. Bởi vậy ông mới gấp. Quỷ mà nó lên tới mức độ mà nó có thể khiển được cái những cái con vật á, để mà chứ bình thường mấy con sấu nó gặp ông sợ thấy bà á, dạ đâu có dám mà gần vậy. Trừ khi ông đưa nó vô cái đường cùng thì nó quặt qua ông thôi. Cái lúc này ông biết rồi, ông nói nè Trơn, tiếp tay với tao, mày đứng gần tao mày chống nghe, chứ mày không có giống như hai ông người đứng bên vậy đó, chống xiết vô vừa tới trên bờ ông mới kêu nhảy lên. Thì anh Trơn anh nhào lên là bắt đầu anh leo cây. Mà tao nói tối con mắt anh thì nói chung nó hơn người bình thường chứ đâu so được mắt ông Tư. Mắt ông Tư thì ông giờ ông thấy leo chỗ này anh đúng rồi, anh quýnh quá thì cũng hơi quảng. Tuy là anh không có thấy, nhưng cái cảm giác của cái người sống có quỷ nó ở gần đó làm cho cảm giác anh rất là rợn, sợ lắm. Anh cũng ráng anh nhào lên các bạn. Thì cuối cùng hai thầy trò cũng may mắn leo được lên trên cây. Ở trên cây này thì nó nói chung là không có dông. Tại vì con quỷ đó nó vậy, dông nào dám ở gần. Ta nói ông Tư lúc này là ông dòm hai ba hướng luôn. Con quỷ thì nó tức giận, nó dưới nó giống như là nó đi qua đi lại trên mặt nước. Nó gầm gừ dưới nó lên không được. Biết sao nó bị chói buộc làm sao chứ.
cái ông Tư ông mới dòm lại thì ông thấy cái con quỷ hại nhóm ông Sáu á đứng đằng kia, nó kiểu mà nó đứng nó dồn trăm năm trăm rồi lâu lâu nó phát ra cái tiếng cười, quỷ cười đó các bạn. Bảo tạm gọi con quỷ mà hại nhóm ông Sáu là con quỷ cười, còn con quỷ mà ông Tư mới vừa gặp là con quỷ nước, mà con quỷ nước này nó mạnh hơn quỷ cười nha. Con cái là nó bị một cái gì đó mà nó không lên được. Nhưng đối với những người bình thường thì người ta chỉ nghĩ là cái địa phận này của con quỷ cười, cái địa phận kia của con quỷ nước. Nhưng thật ra với ông Tư thì nó còn nhiều cái nó khác hơn nữa các bạn. Là bởi vì ông biết á, mặc dù khu rừng nó linh thiêng quyền bí, nó có những chuyện cái đoạn này của quỷ này, đoạn kia của quỷ kia, nhưng nó có một cái mà ông Tư ông đắn đo ông suy nghĩ hoài. Rừng thiêng nước độc, đồng ý. Nhưng cái kiểu mà trên bờ có quỷ mà dưới nước cũng có quỷ, mà nó lại giống như là nó canh giữ vậy đó. Cái đoạn này là con này canh giữ, đoạn kia là con kia canh giữ vậy đó. Phạm vô cái địa phận nó là bắt đầu nó hại. Và với một người thầy pháp giỏi như ông Tư, ông nhận thấy lờ mờ một cái gì đó, như hai con quỷ này cũng chưa phải là đỉnh điểm đâu. Với cái sức của ông thì không diệt được một trong hai con quỷ luôn đó, chứ đừng nói hai con. Mà cái lý do gì nó chặn, nó ám liền. Nếu như nó muốn hại ông Tư với lại anh Trơn á, thì nó có thể dùng nhiều cách khác để nó ve vãn cái tâm trí của anh Trơn, rồi từ từ nó hại chết. Còn đằng này giống như kiểu mà nó làm liền, phạm vô nó làm liền, như thể nó đang canh giữ cho cái gì ở bên sâu bên trong đó. Người thường không biết đâu, ông Tư á, ông trải quá nhiều kinh nghiệm ông biết cái điều đó. Nhưng mà lúc này là ông không có chắc chắn nha. Ở trên cây như vậy, ông cố gắng, ông chờ, ông đợi. Nhưng mà quỷ mà các bạn, nó có quá nhiều cái vô cái địa phận, nó có quá nhiều thứ. Các bạn thấy ha, lần đầu tiên trong đời anh Trơn anh thấy cái cảnh tượng anh dòm thấy cá sấu á, nó lên bờ, nó bù dưới gốc cây chứ. Anh kêu bằng tay chân bủng rủng muốn té không đó các bạn. Sao mà cá sấu nó chồng lên nhau, trong mắt anh thấy là cá sấu nó chồng lên nhau, để nó cao lên rồi nó bò lên cây hay sao á, nguyên một đàn luôn. Nhưng mà ông Tư ông vỗ vô cái vai một cái bóp là anh quay mặt anh dòm lại là anh không thấy nữa. Nó làm cỡ đó đó. Ông mới nói với anh Trơn vậy, ông nói mày yên tâm đi, ở trên đây là không sao, ôm cây vô cho chắc. Anh Trơn thì chỉ biết ôm cây và dòm ông Tư thôi. Còn ông Tư thì lúc này ta nói ông làm bùa tùm lum hết trơn. Cũng may mắn đi, suốt cái đêm đó ông Tư thì vất vả biết bao nhiêu, chú này bùa nọ ông làm tùm lum hết trơn. Anh Trơn chỉ việc là buồn ngủ quá thì nằm vô giữa ông Tư cũng kêu nhắm mắt đi con. Có nghĩa là anh Trơn cũng chưa biết ông Tư là thầy pháp luôn á, ông giỏi vậy đó. Xong rồi tới sáng rồi, trời sáng, nhưng mà không phải sáng là cứ sáng sớm mới đi liền được đâu. Người bình thường mình sáng sớm sợ đi liền chết cho nó, có những cái giờ mà nó ra được, nó quỷ mà nó quỷ mạnh đó đó. Cái ông mới đi xuống, ông canh cái giờ đúng vô cái giờ mà dương mình nó thạnh nhất đó, rồi thì lúc đó mới xuống. Khi xuống tới dưới rồi, ông dòm cái đoạn đường mà ông ngao ngán. Bởi vì khi các bạn đi dưới đường sông á thì tuy là nó khó khăn thật, nhưng mà nó được một cái á là nó đi cái đoạn đường ngắn. Còn ở trên bờ á, nó đâu phải nó có cái đất cặp bờ theo cái đường sông đó. Nó ngoằn ngoèo, mà cái đường rừng hồi xưa không ai đi vô các bạn biết ha. Cây cối là phải đi, là từ bước phải chặt này chặt nọ để mở đường. Mà cái tầm nhìn không có thì khả năng thú dữ nó sực sờ nó chờ là nó còn nguy hiểm rất là nhiều, chứ không phải là đơn giản như là cái việc mà ông bùa chú đó. Bùa chú á hồi tối hôm ông làm vậy là còn đơn giản đó, chứ còn thú dữ thú rừng ở trong đây á, có những con mà nó thành tinh luôn nữa, rất là nhiều cái mối nguy hiểm. Ông Tư ông này mới thở dài, ông quay sang ông nói với anh Trơn á, ông nói vậy nè: Trơn ơi Trơn, bay có sợ chết không Trơn? Tự động ông hỏi câu đó.
Anh Trân nói, ủa ông Tư ơi, sao tự nhiên hỏi con vậy, ông làm con sợ quá ông Tư. Tao hỏi mày vậy đó, mày có sợ chết không? Thì anh Trân anh nói á, sợ thì con sợ, nhưng mà đi với ông Tư là con không sợ. Ông Tư mới nói như vậy, nếu mà lần này tao với mày còn mạng để trở về đó, thì coi như là phước lớn mạng lớn. Nhưng mà lỡ trường hợp có gì đó, biến cố gì giữa đường đó, mày tuyệt đối phải nghe theo lời của ông, nghe chưa? Ủa, ông Tư nói vậy là sao? Ý ông Tư là bây giờ mình đi trên đường chứ mình không có xuống lấy cái xuồng về hả? Không lấy về được. Bây giờ không đi đường sông được. Bây giờ mà xuống dưới đi đường sông một mình tao đi được. Còn có mày ha là không được. Ủa sao vậy, sao kỳ vậy ông Tư? Thì anh Trơn anh hỏi ông Tư không có trả lời. Anh Trơn chỉ nghĩ đơn giản là giống như mình kinh nghiệm không có nhiều, rồi mình lên rồi lỡ xấu nó làm xuồng bọng này nọ, rồi ông lo ông bảo vệ mình rồi gặp nguy hiểm. Nhưng mà thật ra đó, ông Tư thì biết đưa xuống xuồng một cái rồi một mình ông về được đó. Nhưng mà có anh Trơn là anh không làm lại đâu. Phân tâm ra bảo vệ anh Trơn là chết liền. Bây giờ chỉ còn một cái con đường rất là nguy hiểm nhưng mà cũng phải đi, là đi trên cái đường bộ. Mà còn cái địa điểm chỉ toàn là thú rừng không, thì các bạn biết đó, nó ghê rợn cỡ nào. Cái đường nó bao bằng phẳng như mình đường đất liền, mình nó cứ chồi lên sụp xuống, chồi lên sụp xuống, biết bao nhiêu là hang ổ của những cái con vật. Mà thêm một cái điều mà ông Tư lo ngại nhất là khi mà họ đi được một đoạn, ví dụ như cái ở dưới sông các bạn đi được 4 cây số, bảo ví dụ thôi nha, 4 cây số đi, thì trên đây phải đi vòng vòng qua vòng lại, mà tới chừng mà ra tới cái bìa rừng là kể như các bạn đi ha, giống như là mình nói nó nhăn gấp 3 gấp 4 lần lên vậy đó. Tại vì phải phan cây phan cỏ mà đi từ bước phải dòm phải canh, rồi đến những cái con suối này nó chặn ngang, phải lội qua suối luôn chứ không phải là đơn giản đâu đó, nó cực kỳ gian khổ luôn. Và 1-2 ngày là bảo đảm không có về nhà được, chắc chắn 100%. Đã đi cái đường bình thường dưới sông mà đi từ sáng sớm mà đi tới chiều tối mới vô tới chỗ đó. Còn bây giờ phải đi trên cái đoạn đường này, phải vừa chặt cây chặt cối để mà lặn từ bước, thì các bạn biết cái đường nó gian nan nguy hiểm cỡ nào. 3-4 ngày trời đường hồng về tới nhà. Đó, ông Tư mới kéo chứ cái cố gắng ông kéo chiếc xuồng vô, ông lấy một số cái vật dụng cần thiết thôi. Những cái đồ đánh lửa rồi dao dựa đồ đó, thì hai thầy trò người nào cũng cầm, rồi dây nhợ đồ ông đem theo, là bắt đầu một cái cuộc hành trình mấy ngày lầm lũi trong rừng đầy nguy hiểm luôn. Đi được một đoạn, cách cái con sông mà chỗ có con quỷ nước đó ra đó cũng đã khoảng 200-300 thước rồi. Nói chung là khuất cái tầm nhìn rồi, cây cối nó che khuất tầm nhìn trơn rồi. Ông Tư đang rất là lo ngại, cực kỳ lo ngại, phải nói là cực kỳ lo ngại. Là bởi vì sao? Bởi vì ông không có nghe những cái tiếng của những âm thanh của những cái con vật. Mà các bạn nên biết ha, đi vô rừng mình không nghe tiếng con này thì nghe tiếng con kia. Đằng này á, vô rừng mà nghe im phăng phắc chứng tỏ là có thứ dữ gần đó. Một là cọp, theo kiểu cọp mà cọp có nanh á, kiểu mà vậy đó, chúa sơn lâm đó. Hai là rắn hổ mây, mà rắn hổ mây thì giống như mà khi mà nó muốn bắt mồi thì cứ như chết. Còn ba là cái khu vực giống như có quỷ các bạn, quỷ nó giữ nó ở chỗ đó, nhưng mà thường thường quỷ nó không có làm được nhiều cái nó che hết cái tiếng của côn trùng vậy được đâu. Côn trùng nó chỉ sợ hãi khi mà có cái mối đe dọa rất là lớn, đặc biệt là rắn và hổ đó. Cái ông Tư ông mới dừng lại, đâu dám đi nữa. Ông dòm lại, ông quan sát, ông dòm thiệt là kỹ nghe. Cái anh Trơn nói từ từ thì nhỏ, mày nhỏ tiếng thôi. Hai thầy trò mới dòm. Ông Tư ông dòm một hồi, ông phát hiện ra một cái chỗ con cọp nó rình. Nó rình ở trên một cái tảng đá rất là lớn các bạn. Mà cái kiểu giống như là dây leo rồi nó bò chùm chùm lên tảng đá, nó rình trên cao nhìn xuống đó.
không biết đi mà không kỹ một cái ở trên đây đang đi nó trên nó dồ xuống nó tát một phát thôi, nó dồ một cái thôi là mất mạng liền. Ông Tư ông mặt mày ông căng ra trơn ngào, ông cầm ngọn giáo rồi ông đưa cái dao rừng cho anh Trơn anh cầm. Ông mới chỉ, ông nói nè, cái chục chỗ đó đó, ở chỗ đó đó, hổ đang rình đó. Rồi bây giờ sao? Bây giờ sao đây ông Tư? Mà tao nói anh Trơn nghe tới tiếng hổ là anh rụng rời chân tay rồi. Nghe tiếng cọp là rụng rời chân tay rồi. Ông mới nói như vậy. Ông nói mày bình tĩnh, mày đứng im ở đây nghe, mày đứng im mà chờ tao. Đó, cái ông mới đi ra các bạn. Ông đi ra biết ông làm gì các bạn. Ông đi khuất cái mắt của anh Trơn. Thì ông mới làm bùa. Tao nói ông làm bùa. Ông làm bùa để cho cái kiểu như là đuổi con cọp đó đi. Nhưng mà ông làm không được. Thì khi mà ông làm không được, ông mới giật mình. Anh Trơn đứng đâu mình, anh rung hết trơn á. Anh không biết. Ông Tư ông giật mình là bởi vì nếu mà những con cọp bình thường đó nghe, với cái bùa của ông á, tuy là ông không đuổi cho nó đi thiệt xa, nhưng mà đuổi qua khỏi khu vực đó là dễ dàng. Mấy người thầy bùa người ta giỏi vậy đó. Nhưng mà ông làm mà nó không đi. Ông giật mình, ông nói vậy là cọp này nó có nành. Mà cái kiểu như là nó xong lâu đó. Ông chưa giờ thấy nó nấp kỹ lắm. Nó xong lâu kiểu mà nó muốn thành tinh hay sao á. Ông mới nghĩ là mình không có may mắn. Lần đầu mà dắt thằng Trơn đi theo, Âu cũng do là cái mạng số của nó. Cái mạng của số của nó là khắc âm các bạn. Và cái sự việc lần này có thể là bà con có qua được hay không cũng nhờ vào anh Trơn mà. Thì những cái việc mà có âm quỷ hay hoặc là cái này cái nọ, nó thấy, nó cảm nhận được. Mình người thường mình không biết, nhưng mà nó cảm nhận được. Nó cảm nhận, nó biết là cái đó có mối nguy hại gì đó đó. Là bắt đầu nó có nhiều cái để hại lắm. Ông Tư ông biết cái điều đó. Ông mới nghĩ là con này thường á, mấy con cọp thành tinh thì lúc nào á, nó cũng đã bắt qua người rồi. Mà nó bắt qua người như vậy á, nó có những con ma trành. Ma trành là có nhiều cái cách giải thích về ma trành lắm các bạn. Nhưng mà mình giải thích theo cái câu chuyện này từ người gửi chuyện ha, là ma trành này thì cái kiểu lúc đó người ta kể nghe đó là một cái vong hồn. Vong hồn này bị giống như cái thân xác khi còn sống á, là bị con cọp nó ăn thịt, nó dồ chết. Với cái sát khí đó là quán niệm đó, nhưng mà cái hồn mới chết không làm lại mấy cọp tinh đó. Thì họ sẽ bám vào trên cái thân người của con hổ đó với một sự ràng buộc nào đó về cái việc tâm linh vô hình, cái ở đó và chỉ dẫn cho nó đường đi nước bước để bắt người khác thế chỗ cho bản thân đó. Nó trở thành một con ma trành chỉ đường dẫn lối cho con cọp bắt người này nọ ha. Rồi khi mà bắt được người khác đó thì nó sẽ được giải thoát nếu con cọp nó muốn. Thì cái vong hồn mới đó sẽ là thay thế chỗ cho cái vong hồn cũ là ma chành. Đó là cái lý do mà tại sao thợ săn rất là giỏi nha. Tao nói văn bẫy đùng điền tùm lum hết trơn á, chỗ này chỗ kia, mà đến cả những người thợ săn cũng không dám sơ suất sợ mình quên bẫy đó. Vậy mà những cái con cọp mà nó có ma chành đi theo á các bạn, cọp tinh á, kêu bằng cọp tinh luôn á, thì kể như rằng á, nó né tránh được hết trơn luôn. Tại con ma chành nó chỉ cho nó, tại chỉ để bắt được người khác để nó có thể được giải thoát mà. Đó. Thì ông Tư ông ấy ban ngày á, ông nói là ban ngày thì ban ngày nha, những cái con cọp bình thường á, nó vẫn có đi săn bình thường. Mà cọp thường thường nó săn vào ban ngày, ít săn đêm lắm. Thì con cọp này mà mình đuổi đi, nó đi á, thì chứng tỏ nó là con cọp không có vấn đề. Nó không đi mà nó cũng ở đâu nó rình á, mà nó không có đả động gì hết trơn á, tầm xa như vậy mà nó biết được cái mình đang làm gì ở đây á, đuổi nó không đi thì chứng tỏ là có ma trành chỉ nó. Ông ấy đi bọc ra một đoạn,
ông mới làm bùa. Thì với cái bùa thuật của ông mới phát hiện ra là cái con ma trành này. Cái con ma trành này nó ghê ở cái chỗ là làm như là nó cái vong hồn đoàn này, cái vong hồn giống như hồi làng bị cái con cọp tinh á, nó ăn cái xác, rồi cái hồn của họ là cái tâm tính của cái ông này, cái bà này cũng ác hay sao đó. Ngay là người đàn bà nghe, ma trành mà đàn bà cũng ác hay sao đó, mà khi mà bám vào nó để làm ma trành cho con cọp tinh đó, thì đạt được những cái khoái cảm hay sao á, mà cái người đó không muốn đi, là muốn theo con cọp tinh để mà bắt mạng người, hút dương khí của người này nọ các kiểu, là trở thành một cái con cọp tinh thứ hai luôn, kiểu như vậy đó. Không muốn đi, người ta là người ta theo con ma trành, người ta theo để người ta được thế chỗ người ta đi. Còn hình như là cái này là bám vô hoài, mà ông bùa thuật của ông làm, ông giờ mà ông thấy được là nó có năng. Có một cái là ông biết á, là nó theo nó rình ổng rồi, mà đã được con ma trành nó để mắt, với lại con cọp tinh nó để mắt, thì kể như là hai thầy trò mà có đi đâu chỗ nào nó cũng theo cái rình cho. Mà may mắn thay ở một điểm là hai thầy trò, ông Tư ông nghiệm ra một cái á, là tại sao nó rình lâu như vậy rồi mà nó không có động đậy. Bởi vì dẫu sao nó vẫn là cọp tinh, và cái con ma trành cũng là hiện diện, mà đặc biệt là ban ngày, tuy là nó mạnh, nó làm được cái điều đó, nhưng nó không thể nào ở cái cự ly xa mà những cái địa điểm mà nó không có bắt được các bạn. Nếu mà là con cọp bình thường thì nó đâu có ngại cái địa điểm nào. Còn cái con cọp này nó có con ma trành như thế đó, cho nên là nó không bắt được. Nó rình, nó canh, nếu mà quảng hồn, quảng vía, hồn vía không định đó nha, mà nó hù một cái té xỉu là nằm đó đợi tới nào mà tới cái giờ thích hợp nó ra nó táp năng. Các bạn thấy nó linh không? Nó tin tới mức độ như vậy đó. Nó chỉ rình thôi, nó rình để hù khi mà cái người thường mình này nọ nó sợ quảng lên một cái thì cỡ như xỉu, té ngang xỉu rồi nằm đó rồi nó, thì lúc đó là nó chờ tới cái thời khắc mà có thể là nó đi ra ngoài á, một hai tiếng đồng hồ sau ví dụ như vậy, nó na vô là cỡ như rồi. Ông Tư cũng đoán được cái điều đó. Bởi tôi nói nhiều khi những cái câu chuyện rừng thiên nước trong, nó có những cái chuyện mà nó không thể nào mà ngờ tới các bạn. Thậm chí ngay cả Bảo cởi biết cũng như câu chuyện ma, mà khi nghe cái câu chuyện người này kể về cái việc mà còn nhỏ mà nghe người ta kể hồi xưa một cái đời đó vậy đó, cũng phải là rùng mình đó các bạn. Cái gì đó mình nó ghê dữ vậy đó. Thì sau đó đó, ông Tư ông mới biết là mặc dù bây giờ mình tạm tránh được nó đó, nhưng mà không thể nào đi xa được. Bởi vì khi mà vừa ông dắt anh Trơn quằn qua cái chỗ đó rồi, qua khỏi cái phạm vi rình của nó rồi, nhưng mà ông biết nó sẽ bám theo, ông chắc chắn một điều nó sẽ bám theo. Rồi ông đi tới một cái đoạn, ông thấy chỗ đó tao nói vong nó ban ngày nha, nó núp ở dưới mấy cái tán cây đó, nằm le lối nằm lởm chởm trên những cái thân cây trên đó, cũng giống như nó rình đó. Và nó mừng vui khi có người đi vô trong đây, nhảy lóc chóc. Có dông thì dông dữ, dông mà thường thường là dông dữ không à, ít có dông nào hiện lắm ở trong đó. Tại họ chỉ sống ở trong cái chỗ đó rồi tìm những cái dương khí người để họ sống. Thì đâu phải riêng gì một mình ông Tư hay một cái xóm ở đây, có những người nơi khác người ta cũng kiếm sống vô đó thì bỏ mạng. Bởi vì ông nói là cái lần này đi á, thập tử nhất sinh, mà đi không thể đi nhanh được, đi nhanh để mà chạy ra khỏi những cái chỗ này thì còn có những cái mối nguy hiểm khác. Ông bây giờ ông lần đầu tiên ông Tư ông dòm anh Trơn mà ông rươm rướm nước mắt, ông nói là Trơn ơi Trơn, lần này có lẽ tao hại mày rồi. Thì anh Trơn anh mới nói là ông Tư sao ông nói vậy, đi suốt cái đoạn đường là con nhờ ông không mà, chứ có gì đâu mà ông nói vậy. Thì mình từ từ mình đi về ông Tư ơi. Con nhớ nè, lần này á, ông Tư nói cho con nghe một cái điều như thế này, con phải nghe ông Tư thì mới sống, còn con không nghe ông Tư là chết nha. Bây giờ trời nó cũng đã quá trưa rồi, tao tìm một cái cây, tao với mày leo lên trên đó, rồi một mớ đồ lương khô nè ăn, rồi tối nay á tao sẽ nói cho mày nghe một chuyện. Thì trời cũng đến tối các bạn,
cũng tìm được cái cây đó rồi. Đương nhiên ổng làm buồn lắm đó. Thì lúc này ổng mới kêu anh là ngồi ở trên cây. Ông Tư ổng đi, ổng đi một mình ên, ổng len lỏi vậy đó. Anh Trơn ngồi rất là sợ. Mà ông Tư ổng dặn nha, ông nói là khi mà con ngồi ở đây thì thế nào nó cũng có những cái này cái kia tùm lum hết trơn. Rồi có khi con gặp những cái hiện tượng đó là ma quỷ rừng quỷ núi nha. Con không được sợ, con cứ ở yên trên cây, con nghe lời ông Tư, con phải chịu được cái này. Ông Tư ổng dòm, ổng nói chuyện mà ổng dòm anh Trơn, ổng rơm rớm nước mắt hết trơn. Ông chảy nước mắt luôn mà. Cái anh Trơn anh không biết lý do làm sao. Anh nói, ủa ông Tư, vậy ông Tư đi đâu, ông đi bao lâu trở lại? Con phải tin tưởng ông. Con ở đây, đây là một trong những cái mạng số của con nè. Con phải chịu đựng được cái này thì sau này con mới có khả năng. Ông cứ úp úp mở mở hoài. Mà bản thân của anh Trơn lại là không biết cái lý do sao là sợ dữ lắm luôn. Không biết phải hỏi hoài ông không trả lời. Mà ông nói là mình phải ở đây một mình, các bạn mà lâm vào cái tình trạng của anh Trơn coi. Sao mà không quản được. Cái ông Tư cũng nói, ráng nghe con, ráng ở trên đây. Mà mày nhớ nha, tao mà có đi lợi kêu mày xuống mày cũng không có xuống nha. Mày gặp bất luận cái gì mày cũng phải ở trên đây. Tao nếu mà tao giờ tự động tao sẽ leo lên. Nhớ kỹ cái lời tao nghe trơn. Dạ. Vậy bao giờ ông Tư về? Ông Tư mới nói là tao không biết, nhưng mà tao sẽ tranh thủ về sớm nhất có thể. Hồi đó tới bây giờ rất tuy là không có nghe ông Tư nói là thầy bùa thầy phép, nhưng mà bản thân của anh Trơn rất là tin tưởng ông Tư. Ông Tư đã hứa thì ông Tư sẽ làm. Cái ông Tư ông mới để lại trong cái tay của anh Trơn một hai cái chữ bùa các bạn. Mà anh không biết, lúc đó là giống như là anh chỉ biết là ông Tư ông cầm tay lên rồi ông nắm tay trước khi mà chia tay đó. Nhưng mà thật ra là ông Tư ông sơn hai cái chữ bùa lên tay anh, giống như để phòng hờ thôi. Rồi cuối cùng cái thời khắc 7 giờ tối, ông Tư cũng trèo xuống cây. Xuống tới cây rồi nha, mà ông vẫn dòm lên. Ông nói trong nước mắt đó, ông nói Trơn ơi, ráng lên nghe con, nhớ lời ông dặn nha. Thì sau đó ông đi các bạn. Ông len lủi trong bóng tối. Mặc dù anh Trơn không biết lý do làm sao, nhưng nhìn thấy cái bóng lưng của một cái ông già hết lòng vì bà con lối xóm, rồi đó cực lực bảo vệ mình, thì anh nghĩ rằng không phải ông Tư bỏ anh đâu. Chắc chắn một điều, không bao giờ ông Tư bỏ anh. Nhưng tại sao lại để cho anh ở trên đây một mình không đi theo được, thì phải có cái nguyên nhân gì đó. Anh Trơn á mới hạ cái quyết tâm là sẽ nghe theo lời ông Tư, ở trên cây suốt, dù xảy ra bất luận chuyện gì, y như cái lời ông Tư nói vậy đó. Phải gìn giữ, ghi nhớ những câu nói của ông Tư, chờ ông Tư về, thì việc làm của ông Tư nhất định sẽ cứu được cả hai thầy trò ra khỏi khu rừng này. Và không biết rằng cái đêm nay anh Trơn có vượt qua cái điều ông Tư nói hay không. Và chuyện gì nó sẽ xảy đến với anh Trơn, rồi ông Tư có về kịp, và mọi chuyện nó sẽ đi về đâu, thì Bảo mời các bạn cùng tiếp tục lắng nghe vào hôm sau. Bảo cũng nói một xíu về cái câu chuyện này các bạn. Thật ra thì cái câu chuyện này ở cái tập này á, thì nó có nhiều cái điều ghê ghê, nhưng mà nó chỉ xoay quanh hai thầy trò thôi, giữa ông Tư và anh Trơn thôi. Nhưng mà cũng vì cái lần này nè, sở dĩ Bảo kể kỹ là cũng vì cái lần này mà nó bắt nguồn cho biết bao nhiêu cái thảm họa về sau. Mặc dù là hai thầy trò không mong muốn, nhưng mà đó giống như là một cái căn số hay sao đó các bạn. Và cái cuộc đời của anh Trơn nó phải trải qua cái điều đó. Rồi thì Bảo tạm dừng ở đây và sẽ tiếp tục kể vào tập tiếp theo vào ngày mai. Mọi người lâu lâu mình mới có một cái bộ chuyện xa xưa mà Bảo cảm nhận là nó hấp dẫn và nó mới so với kênh của mình. Thì mọi người cố gắng nghe từ tập giải trí ha, nhằm khi hết rồi cái lại tiếc. Rồi còn bây giờ thì Bảo xin chào, hẹn gặp lại, chúc mọi người có một đêm ngon giấc.